U19 Việt Nam, U19 Myanmar, bàn đạp cho đại chiến. U19 Việt Nam buộc phải đánh bại U19 Myanmar để có lợi thế trước khi bước vào so tài với đối thủ lớn nhất bảng B là U19 Australia. U19 Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình của mình tại U19 Đông Nam Á 2024 bằng trận đấu với U19 Myanmar. Ở bảng đấu có sự hiện diện của U19 Lào với U19 Australia thì trận đấu với U19 Myanmar có tính chất rất quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh. Bởi lẽ, U19 Đông Nam Á 2024 sẽ lấy 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất để vào bán kết. Đánh giá về tương quan lực lượng, U19 Việt Nam bị xếp sau U19 Australia nên thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh phải thắng 2 trận đấu trước U19 Myanmar và U19 Lào, sau đó tìm kiếm kết quả thuận lợi trước U19 Australia mới có cơ hội đi tiếp. Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh cho biết U19 Việt Nam đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị và sẵn sàng bước vào giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024. Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng U19 Việt Nam mà tất cả đội bóng khi đến đây tham dự giải đấu này đều có chung mục tiêu là giành chiến thắng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn học hỏi thêm về lối chơi của các đội tuyển khác, đặc biệt là các đội mạnh như Australia, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia. Chúng tôi sẽ nỗ lực trong từng trận đấu và cố gắng để có kết quả tốt nhất. U19 Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu lần này nên huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh rất tự tin vào khả năng của toàn đội. Hiện tại các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam đã ở trong trạng thái sẵn sàng nhập cuộc và rất háo hức để thể hiện những gì đã tập luyện trước đó. BHL hy vọng các cầu thủ sẽ có màn trình diễn tốt nhất có thể tại giải. Đồng quan điểm với ông thầy của mình, cầu thủ Thái Bá Đạt cho rằng, về vấn đề thời tiết thì tôi cảm thấy tương tự như ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có khó khăn thì cũng là khó khăn chung đối với các đội. Toàn đội đã chuẩn bị tinh thần để vượt qua. Đánh giá về đối thủ mạnh nhất bảng là U19 Australia, Thái Bá Đạt khẳng định, cá nhân tôi không lo ngại Australia. Họ là đội bóng mạnh, nhưng U19 Việt Nam cũng là đội bóng không phải muốn vượt qua là được. Hiện tại tôi không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi gì. Cảm giác của tôi là muốn giải đấu diễn ra sớm hơn, thậm chí kể cả là ngay bây giờ, để toàn đội thể hiện khả năng cũng như tinh thần đã chuẩn bị. Với năng lực hiện tại của U19 Việt Nam, nếu chúng ta chơi đúng khả năng, thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh hoàn toàn có thể bỏ túi 3 điểm để làm bàn đạp cho trận đấu với U19 Australia kế tiếp. Trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Myanmar tại giải U19 Đông Nam Á 2024 diễn ra vào lúc 19:30 tối nay ngày 18 tháng 7. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.